Xin chào cả nhà, hôm nay mọi người có nhiều niềm vui không nè? Hân chúc cả nhà mỗi ngày đều thật vui nha. Mỗi ngày của Hân trôi qua rất bình yên, nhưng luôn có những niềm vui nho nhỏ. Mọi người xem video và để ý chắc là sẽ thấy nè. Hôm nay nước lên cao cho nên là cá tép chạy nhiều. Hôm nay còn có một con ếch to chui vô bung nữa. Thật là thích đúng không cả nhà? Hôm nay thì tép chạy ít hơn mọi bữa, Hân sẽ gom chung với mấy bữa trước để mà mình làm một món thật là ngon. Ếch thì chắc là phải mua thêm mới đủ ăn, chứ một con thì không đủ rồi. Nhà Hân ở khu đất cao cho nên là nước có lên thì nó chỉ mấp mé ở mấy mương thôi. Nhưng mà ở những khu đất thấp, ví dụ như bên nhà của ngoại Hân á, thì bên đó khi mà nước lên sẽ bị ngập. Có khi thì nó sẽ ngập cái sân, còn có khi thì nó sẽ mấp mé với nền nhà luôn. Xưa Hân ở chung với ngoại một thời gian á, nước lên thì ngoại rầu chứ Hân thì vui lắm. Mọi người biết tại sao không? Tại vì cá nó sẽ bơi tung tăng ở trong sân đó, mình sẽ bắt được nó. Và một kỷ niệm thật là vui đó là Hân mặc áo dài nhưng mà vẫn bắt được con cá lóc đó nha cả nhà. Bữa đó thì Hân đang chuẩn bị đi học, mới vừa dắt chiếc xe đạp đi ra là thấy một em cá lóc nằm cạnh mé mương luôn. Thế là Hân bắt nó xong rồi Hân mới đi học tiếp. Niềm vui nho nhỏ của Hân chỉ có như vậy thôi đó. Nhưng mà ngày hôm đó thì mình rất là vui. Và mình phải đi học sao cho lẹ lẹ, mình chạy về nhà để khoe với ngoại là mình bắt được một con cá lóc. Trời chuyển sang mùa nắng nóng rồi cho nên là hôm nay Hân sẽ đi đào rễ chanh về mình nấu nước mát uống. Cả nhà có ai đã từng uống cái loại nước mát này chưa nè? Rễ chanh thì có rất là nhiều công dụng là giải độc, mát gan. Mình sẽ nấu kèm với một số loại cây có tính thảo mộc khác có sẵn ở nhà nữa. Với cả nhà về cây giả quỳ của nhà Hân nè. Năm nay thì Hân săn giả quỳ ở Bến Tre chứ không cần phải lên Đà Lạt nha. Nói tiếp về nồi nước mát, Hân sẽ nấu kèm rễ chanh với một số loại cây có tính thảo mộc khác, ví dụ như là cây mã đề nè, cây thuốc dồi, cây lá dứa và mình sẽ thêm một chút xíu đường phèn, thế là mình đã có một nồi nước mát thơm ngon. Tuy nhiên là các loại cây này đều có tính hàn, cho nên là mình không nên uống liên tục trong vài ngày nhé cả nhà, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Thank you.
Thank you.